Hello，大家好，我是小葵老师，欢迎大家收听我和你一起练习口语。很多女孩子羡慕浪漫的爱情，那什么是浪漫呢？年轻人说，浪漫是他想要月亮时，你不会给他信心。中年人说，浪漫是即使晚上加班到零点，到家时自己家里还亮着灯。老年人说，浪漫其实就像歌中唱的那样，我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。其实让我们最感动的就是生活中简单的爱情，有时候简单就是最大的幸福。rất nhiều bạn gái ngưỡng mộ một tình yêu lãng mạn. Vậy theo các bạn, lãng mạn là gì? Đối với những người trẻ, họ cho rằng lãng mạn chính là khi cô ấy muốn một ánh trăng, bạn không thể nào đưa cho cô ấy một vì sao. Còn đối với những người trung niên, họ cho rằng lãng mạn chính là cho dù hàng ngày bạn có làm vất vả tăng ca đến nửa đêm, đến 0 giờ đêm, thì khi về đến nhà, ngôi nhà của bạn vẫn còn đang sáng đèn. Còn đối với những người già, họ cho rằng lãng mạn chính là giống như ca từ trong lời của một bài hát. Việc lãng mạn nhất mà tôi có thể nghĩ đến, đó chính là được cùng bạn đi đến cuối con đường. Thực ra, điều khiến cho chúng ta cảm động nhất chính là một tình yêu đơn giản trong cuộc sống. Có những lúc đơn giản chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Vậy còn bạn, các bạn cho rằng thế nào là lãng mạn? Chúng ta hãy cùng chia sẻ với nhau nhé. Nghe nhìn mắt nó, nhìn mắt chế tợ, sẽ mất sẽ lãng mạn nó. Khởi nghĩ câu của ý chỉ phân xẳng bác. Chúc大家晚安, chúc mọi người ngủ ngon.